Triệu Liên Vinh, kẻ sát hại dã man 8 cô gái ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Trung Quốc, một đất nước với dân số đông đảo, một nền kinh tế phát triển nhanh chóng, luôn là nơi thu hút sự chú ý của thế giới. Để có được như ngày hôm nay thì phải kể đến những năm 1995, thời điểm mà Trung Quốc đang trải qua một giai đoạn quan trọng trên lịch sử của nó, nền kinh tế mở cửa cho thế giới và chuyển từ mô hình kế hoạch hóa tới một nền kinh tế thị trường. Và Bắc Kinh chính là đầu tàu cho sự đổi mới. Chính vì vậy, lượng dân cư đổ dồn về đây là cực kỳ lớn. Họ mang theo gánh vác gia đình với hy vọng có cho mình một công việc để kiếm sống. Có những người sau đó đã trở về và đoàn viên với gia đình, nhưng cũng có những người không bao giờ trở về nữa. Trong đó có 8 cô gái trẻ mà Sơn Huyền Bí sẽ kể cho các bạn nghe trong video ngày hôm nay. Tất cả 8 cô gái này đều bị một tên sát nhân vô cùng tàn ác sát hại trong chỉ vẹn vẹn một đêm. Các sát nhân là ai? Động cơ ra tay của hắn là gì? Bằng cách nào mà hắn có thể tàn sát liên tiếp 8 người trong một đêm như vậy? Tất cả sẽ có trong video ngày hôm nay. Không để các bạn chờ lâu nữa, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào vụ án Triệu Liên Vinh, kẻ sát hại dã man 8 cô gái ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Năm 1990, tại Bắc Kinh, Trung Quốc, khoảng 4 giờ sáng ngày 30 tháng 5, một cô gái, có người muốn giết chúng tôi, mau đến cứu giúp. Đó chính xác là những gì mà cảnh sát Trung Quốc đã nghe được ở đầu dây bên kia. Sau đó là những tiếng thét thất thanh liên tiếp và rồi cuộc gọi bị ngắt. Cảnh sát lập tức tra ra số điện thoại vừa gọi đến từ Thuận Thạch, Cảnh Sơn. Không lâu sau, cuộc gọi thứ hai được gọi đến. Lần này là giọng nói của một người phụ nữ trung tuổi có đến báo cho cảnh sát biết rằng có án mạng đã xảy ra trong khu nhà cô ở. Địa điểm xảy ra án mạng chính là khu ở tập thể Hồng Đạt thuộc quận Thạch, Cảnh Sơn. Không lâu sau, cảnh sát có mặt tại hiện trường, nhưng cảnh tượng ở đây khiến nhiều cảnh sát dày dạn kinh nghiệm cũng không thể hình dung nổi. Một cô gái nằm ở dưới tầng 1 của khu tập thể. Cảnh sát lần theo vết máu của một căn hộ lên tầng 2. Căn hộ nhuốm đầy máu và mùi hôi tanh. Trên tường, dưới đất, trên giường, máu đổ khắp nơi. Vốn dĩ không chỉ có một nạn nhân tử vong ở tầng 1. Tại căn hộ 202, có tận 7 nạn nhân đã bị đâm chết một cách dã man. Tất cả phải chịu hơn trăm nhát dao. Tổng cộng 8 cô gái tuổi đời còn rất trẻ và xinh đẹp. Người lớn tuổi nhất mới 24 tuổi, nhỏ nhất là 17 tuổi. Nguyên nhân giết người ban đầu được cảnh sát đưa ra là trộm cướp tài sản. Khi bắt tay vào điều tra, cảnh sát và các điều tra viên không khỏi bất ngờ về những manh mối tìm được. Có quá nhiều dấu vết kỳ lạ tại hiện trường nơi xảy ra kết cục bi thương của 8 cô gái trẻ. Đầu tiên là những dấu chân ở hiện trường. Tất cả đều là những dấu chân ướt đẫm máu của một người đàn ông cao lớn. Nhưng kỳ lạ là hắn không đi chân đất, cũng không đi giày mà lại đi tất. Có lẽ tên giết người này cho rằng với cách đó hắn sẽ không bị phát hiện, hoặc vì hắn biết có người trong nhà nên đi tất để giảm âm thanh. Từ đó, điều tra viên cũng có thể khẳng định rằng tên này đã lên kế hoạch từ trước, chứ không phải là một tên trộm tình cờ đột nhập vào căn hộ 202 với mục đích trộm cướp thông thường. Tiếp đến, hắn không phải là kẻ thông minh. Hắn mất rất nhiều thời gian loay hoay trong ngôi nhà, quá trình giết người cũng kéo dài. Các cô gái còn rất nhiều lần kêu cứu, tiếng xô xát còn được nghe thấy bởi nhiều người dân xung quanh khu nhà. Nhưng lạ lùng thay, tên sát nhân này còn chẳng buồn lấy đi những món đồ giá trị. Dù hắn có lục trong túi sách của các nạn nhân, nhưng toàn bộ 8 chiếc điện thoại cùng 20.000 nhân dân tệ trong ngăn kéo ngoài phòng khách vẫn còn nguyên. Và điều cuối cùng là, ngoài máu của nạn nhân ở hiện trường thì còn có những vết máu khác nhau. Sau xét nghiệm thì cho ra những kết quả không trùng khớp. Như vậy, tên giết người cũng đã lúng túng khi gây án, làm bị thương chính mình. Đội điều tra gõ cửa tất cả hộ gia đình trong nhà. Hầu hết hàng xóm cho biết đều nghe thấy tiếng kêu cứu và tiếng động lạ ở các mức độ khác nhau, nhưng không dám ra ngoài xem xét. Chỉ có một người đàn ông tên Triệu Liên Vinh sống ngay cạnh hiện trường nhưng lại nói không nghe thấy gì. Điều khác lạ này khiến hắn trở thành tên khả nghi số 1. Vào ngày 6 tháng 6 năm 1999, một tuần sau án mạng, cảnh sát bắt Vinh trong phòng thẩm vấn khi bị yêu cầu cởi quần áo để kiểm tra thương tích. Vinh vốn một mực giữ im lặng, bỗng hốt hoảng toát mồ hôi. Anh ta lắp bắp xin một điếu thuốc và một cốc nước. Uống nước xong, Vinh mới từ từ cởi đồ, để lộ ra vết thương còn mới trên đùi. Đôi tất đen anh ta đang đi cũng chính là đôi tất mang khi anh phạm tội. Kết quả xét nghiệm cho thấy những vết máu lạ ở hiện trường chính là của Triệu Liên Vinh. Lúc này hắn mới cúi đầu khai nhận đã giết toàn bộ 8 cô gái trong căn hộ 202. Triệu Liên Vinh, 37 tuổi, là người Bắc Kinh, gia cảnh bình thường, làm công nhân, mới học hết cấp 2. Hắn ta không có tiền án, cũng chưa từng gây gổ với bất kỳ ai. Tuy nhiên, khi tiếp xúc với những người đồng nghiệp ở công xưởng của hắn, cảnh sát nhận ra không một ai ưa gã họ Triệu. Tất cả đều cho rằng gã có tâm tính xấu và mưu mô. Gã từng có ý định đầu độc con chó của giám đốc công ty. Khi bị người gác cổng phát giác, gã liền xịt thuốc diệt côn trùng, giết chết chú chim mà ông lão gác cổng nuôi. Gã còn đem phân, rác vứt vào phòng người gác cổng, tháo biển số xe của giám đốc ném vào nhà vệ sinh nữ.
Sau tất cả những vụ chơi xấu này của Triệu Liên Vinh, cả công xưởng cô lập hắn, không một ai muốn kết giao với loại người xấu xa như vậy. Ngay cả người trong nhà cũng không thể chịu đựng được tính cách lập dị của Triệu Liên Vinh, thường xuyên mắng mỏ, nhiếc móc hắn. Như vậy, Triệu Liên Vinh tuy chưa từng có tiền sự, nhưng rõ ràng với bản tính hiểm ác, hắn hoàn toàn có khả năng sẽ thực hiện các hành vi bạo lực giết người. Theo lời khai của Triệu, khoảng 3 giờ sáng ngày 30 tháng 5 năm 1999, anh ta đeo găng tay, cầm theo dao nhọn, chân đi tất treo từ cửa sổ nhà mình sang ban công căn hộ kế bên. Sau khi trèo qua nhà của 8 cô gái, Triệu điên cuồng dùng dao đâm vào ngực, vào cổ họng, khiến họ mất nhiều máu và tử vong ngay tại hiện trường. Lý Mỹ Kỳ, 24 tuổi và Giang Tuyết Kim, 22 tuổi bị Triệu đâm chết ngay trong lúc đang ngủ. Sau đó, Ngô Thịnh Đan, 20 tuổi tỉnh ngủ và phát hiện ra hung thủ, liền lao ra khỏi giường, vừa chạy vừa kêu to. Không để cho Ngô chạy được mấy bước, Triệu vội đâm cô vài nhát, Ngô lập tức tử vong ngay tại hiện trường. Lúc bấy giờ, cô gái nhỏ tuổi nhất là Vương Mã Ngọc, 17 tuổi, vì quá sợ hãi nên chỉ ngồi yên trên giường run rẩy. Triệu trông thấy Vương liền túm lấy tóc cô lôi ra giữa giường rồi đâm chết cô. Tiết Châu Anh, 24 tuổi, là chị cả, cũng là người phụ trách quản lý nhóm nhân viên bán hàng của công ty. Khi nghe thấy phòng kế bên có tiếng ồn, cô chạy sang xem xảy ra chuyện gì, trông thấy có người hàng xóm quen mặt, cô Tiết chưa kịp định thần đã bị Triệu đâm. Tiếp tục là Từ Tuệ Quyên, 20 tuổi, Trần Thụy Hoa, 21 tuổi và Tiêu Mai Phương, 22 tuổi, cũng bị Triệu truy sát. Trong lúc Triệu đuổi theo Tiêu, Trần Thụy Hoa đã bấm số điện thoại gọi khẩn cấp 110 báo cảnh sát. Cú điện thoại đầu tiên mà hôm đấy cảnh sát 110 nhận được lúc 4 giờ sáng cũng chính là Trần gọi đến cầu cứu. Tuy nhiên, Trần chưa nói được mấy câu thì Triệu đã kịp quay lại đâm cô tử vong. Sau khi đâm liên hoàn 8 cô gái, Triệu sợ họ chưa chết hẳn, còn đâm thêm mỗi người vài nhát dao. Lúc này, sinh mạng của 8 cô gái chính thức bị tước đoạt. Tên hung thủ máu lạnh sợ bị phát hiện nên cũng vội bỏ đi, vô tình để lại nhiều chứng cứ luận tội. Với mục đích ban đầu là cướp của, Triệu Liên Vinh khai đã đi tìm tiền và những món đồ có giá trị trong nhà, nhưng ý thức bản thân đã ở lại hiện trường quá lâu. Những cô gái cũng gào thét kêu cứu, nhất định đã làm kinh động đến những người trong khu nhà. Các từ bỏ việc tìm kiếm, quay trở về khu nhà của mình, cắt bỏ đôi găng tay dính máu, xả xuống cống thoát nước. Còn con dao gây án thì hắn đem vứt ở con sông gần nhà vào ngày hôm sau. Vinh khai luôn cảm thấy cô độc, không ai thấu hiểu, luôn vì nghèo túng mà không ngẩng đầu lên nổi. Nỗi bất mãn với cuộc sống, khát khao với tiền tài ngày càng tích tụ, dẫn đến những ý nghĩ tiêu cực trong đầu Vinh. Cuối hè năm 1998, Vinh thấy 8 cô gái trẻ đến thuê căn hộ 3 phòng ngủ cạnh nhà mình. Mỗi khi đi ngang qua, Vinh đều lịch sự gật đầu thay vì lời chào các cô hàng xóm. Dù chưa bao giờ nói chuyện trực tiếp, Vinh đã bí mật dò hỏi thông tin về họ. Anh ta biết họ kinh doanh trang sức và đá quý trong một trung tâm mua sắm lớn, ngày ngày ăn diện, trang điểm xinh tươi. Từ đó, Vinh luôn quan sát và tìm thời điểm thích hợp để ra tay sát hại 8 cô gái. Sau những tội ác mà hắn đã gây ra, thì Triệu Liên Vinh bị kết án tội chiếm đoạt tài sản, cố ý giết người. Ngày 21 tháng 7 năm 1999, tòa án ở Bắc Kinh tiến hành mệnh lệnh tử hình, bắn chết đối với Triệu, kết thúc cuộc đời của một tên ác ma máu lạnh. Vụ án này được coi là vụ thảm án kinh hoàng và lớn nhất từng xảy ra tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc vì sự ra tay dã man và tàn bạo của hung thủ đối với các nạn nhân. Các bạn thân mến, trên đây là toàn bộ vụ án Triệu Liên Vinh, kẻ sát hại dã man 8 cô gái ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Nếu các bạn cảm thấy hài lòng với video thì hãy để lại bình luận cho tụi mình biết với nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye!